đến Cuộc Sống Mỹ. Xin kính chào các bạn YouTube gần xa. Hôm nay là ngày lễ Halloween, mình có một câu chuyện rất là ma quái muốn kể cho các bạn. Nhưng mà đầu tiên mình đi ngang qua cái vườn bí rợ trước nha. Vườn bí rợ trong nhà thờ, xung quanh toàn là bí rợ không. Ngày lễ ma mà các bạn, người ta trưng bày rất là nhiều bí rợ, các loại bí rợ luôn. Và nói đây là vườn bí rợ. Người ta tổ chức lễ trăng treat. Xung quanh toàn là bí rợ không đó, các bạn thấy không? Đó. Quá chừng bí rợ luôn ha. Các bạn, hôm nay gần tới ngày lễ ma, mình cũng ưa đi đêm nữa. Thường thường 11, 12 giờ mình mới về tới nhà. Ngày lễ ma mà đi đêm thì thấy ghê quá. Nhất là đi ngang qua mấy cái đoạn đường vắng vẻ vậy đó. Cứ mình đi ngang qua chỗ này là thấy lúc nào cũng có mấy bóng người đứng nói chuyện hay là làm gì đó. Đó các bạn thấy không? Hình như người ta đang dòm mình á. Lần nào cũng vậy hết. Đồng hồ mình bây giờ là chỉ 12 giờ 14 phút. Wow, ghê quá. Giữa khuya. Giữa khuya mà đứng đó ngó mình chi ông nội. Ở đây các bạn ơi, thấy ghê quá. Hai ba ngày mình đi chơi cái mình đi ngang qua đây á thì ớn thôi. Bên này là cái nhà thờ nè, đó cái nhà thờ của mình đó. Rồi mình đi ra khỏi đây đó, mà đoạn đường này mình đi, cứ mỗi lần mà đi ngang qua đó là thấy có vừa đúng giữa khuya là có cái bóng mấy người đứng đó, người ta nói chuyện nhau mà không biết nói gì mà thấy đứng đó hoài, ghê quá. Thôi, mình cần cái đoạn video ngày nay nha, để bây giờ ba bữa nữa mình đi ngang qua chỗ này mình review lại cho các bạn coi nha. Cái đoạn đường này ghê lắm, các bạn thấy không, vắng vẻ không có ai hết, thôi thui. Các bạn, hôm nay là ngày thứ hai mình đi ngang cái đoạn đường này. Mình đi ngang qua cái chỗ thấy có mấy người đứng ngó mình đó. Giờ này là 1 giờ sáng rồi nha các bạn, 1 giờ khuya đúng, đêm khuya thanh vắng, đường hai bên không có ai hết. Mà đi ngang qua cái chỗ gần nhà thờ rồi đó. Đây cái nhà thờ bên này nè. Thấy đèn leo léo không thấy ai hết. Đó, các bạn thấy tấm bảng của nhà thờ đó. Đây mình chạy chậm chậm rồi đó, các bạn thấy không? Đó, cũng có mấy người đứng đó các bạn, đó thấy không? Bên trong nó thui à. Đâu nhà đâu có mở đèn đâu, đâu có ai sống ở trong đó đâu. Mà sao không biết mấy người đứng đó làm gì không biết. Mà ngày nào cũng vậy hết à. Ngộ quá, ghê quá. Xung quanh này, lúc này không có người, không có ai hết nè. Tự nhiên có mấy bóng người đó làm cái gì ta. Thấy ớn quá. 1 giờ 2 phút thôi các bạn. Thôi mình đi ra khỏi đây nha. Úi chú trời, dấp cái con đường nó có cái hố. Thôi mình về thôi, để ngày thứ ba nữa mình đi ngang qua nữa coi làm sao nha. Tạm biệt các bạn ngay chỗ này đi.
hẹn gặp lại ngày mai nữa nha, mình đi ngang chỗ đó coi có làm sao nữa nha. À, mình lại đi ngang qua cái khu cái đường vắng vẻ này nữa. Các bạn thấy khu rừng không? Đó, khu rừng vắng vẻ. À, bây giờ là mấy giờ ha? À, 12 giờ sáng rồi nha, 12 giờ khuya rồi các bạn, 12 giờ 04 phút. Trong một con đường mòn nhỏ trong khu rừng vắng vẻ. À, mình cũng đi ngang qua cái khu nhà thờ đó nữa nha. Đây là ngày thứ ba nha, ngày thứ ba mình đi ngang qua đây nha các bạn. Chờ chậm chậm rồi, tới nhà thờ nữa nè. Đó các bạn thấy cái bảng không? Đó có nhà thờ gì? Nhà thờ Vinh Gia. Các bạn thấy mấy bốn người đang đứng không? Đó, để mình zoom gần lại cho các bạn coi nha. Hình như người ta đang ngó mình á. Đâu có, đâu phải. Bên trong nhà tối thui à, không ai làm việc gì trong nhà hết. Giờ này ai làm việc gì đâu. Ai làm gì trong nhà đó, tắt đèn tối thui à. Mà sao mấy người đứng đó nữa không biết nữa. Trời ghê quá. Thôi đi ra khỏi đây ông nội ơi. Đến đây hồi nó teo hết. À, 12 giờ 07 phút nha các bạn. Thôi mình đi ra khỏi chỗ này thôi, về thôi các bạn ơi. À, hiện tượng này mình không giải thích được nha. Cứ đi ngang qua thấy mấy người đó người ta ngó mình là lần nào cũng vậy hết á. Mà giờ này 12 giờ khuya, 1 giờ khuya rồi. Ai khùng vô đứng đó ngồi tán dốc suốt đêm rồi. Không lẽ gặp nguyên mấy cùng ma. Rồi ngày lễ Halloween mình có một câu chuyện gì muốn kể cho các bạn nghe nha. Hơi sợ sợ của ngày Halloween nha. Rồi cảm ơn các bạn xem video nha. Hẹn các bạn gặp lại các bạn vào video kế tiếp nha. Video kế tiếp mình không biết là cái gì, nhưng mà sẽ gần đến với các bạn video kế tiếp. Rồi tạm biệt các bạn. Good night. Chúc mọi người ngủ ngon.